wishing they would be heard. I saw you smiling at me. Was it real or just my fantasy? You'd always be there in the corner of this tiny little bar. Just once more, my last night here with you. Maybe yes, maybe no. I kind of liked it your way, how you shyly placed your eyes on me. Did you? Okinawa. Aojinwa cho em được rồi. Aojinwa. 545 á. 45. Cái này lớn tiếng người Mỹ tiếng Mỹ. Nó lấy lại cái đảo ở bên Nhật. Aojinwa. Cũng như căn Nhật, lính Mỹ. Bỏ đâu. À nó cách này thôi hồi đời ông ai của Mỹ. Đẹp hả chú? Ừ. Đó, hoàng đã được quay cái tượng thiếu quân chiến. Tượng đài thiếu quân chiến Mỹ đó. Nó chiếm lại cái đảo, chiếm lại cái đảo của Nhật năm 1945. Tức là sau khi nó bỏ hai trái bom á, Nhật đầu hàng đó rồi chiếm lại. Chiếm đảo lại. Như nó chiếm trước khi bom. Lấy trước thì bom. Tháng 2 mà, tháng 2 nó chiếm rồi.
À, tháng 2 là trước khi bỏ bom rồi. Dạ, cái đó là cái giết chì đó. Anh thấy không giống cái giết chì này trên đâu gọi nè. Đó là biết quốc hội rồi đó. Quốc hội. Mà hơi rung mà chú. Nè. À. Nhưng mà bán bây giờ rung cũng không sao. Thấy không? Mấy lễ hội quá. Đó, cái đó quốc hội đó. Quốc hội, quốc hội. Quốc hội. Thứ bảy. Bên đây xây có cái đồng hồ chứ. Bên kia để chỉ chở thành cái đồng hồ này. Đây à. Chở bên thành bên Mỹ nè. Đây nó. Này bị công chưa lây chứ anh. Đó anh sáng đó về thấy sáng rồi đó. Có anh có em rồi ha, có đủ người rồi vậy rồi. Sáng qua xin bác. Tướng Long Châu xuống đó. Tới đó tôi đứng cái là chung tôi. Công an tôi. Xong cái là mình 3 giờ đó là mình đi giải đạo. Tin không đi đó thì nó chở ở trên bờ. Mình đi dòng cái đó đẹp lắm, cái dòng sao mình ghé vô chỗ mình mua cái gọi là còn con vợ nè, coi cái đứa nào sinh sống vô mua cái chi cấp là nổi tiếng đây đó à, đem về mấy đứa nhỏ là perfect cấp là cách cấp là cái ly mà cách là cái bánh nè, coi lại vấn đề coi. Chị cấp khí. Có lý, vậy thì có lý. Vậy là có lý. Chị nàng kia luôn anh ơi.
tiếc đến rồi mà cái viên đá cuối cùng cũng phải uống. Bây giờ nó không thèm cho snack, không đậu à, không đậu. Chỉ có sâu mấy là có, chỉ có sâu mấy là có à. Con này là uống bình sơn có 2 lần. Nó đang chuẩn bị rồi bán vé máy bay theo kilo đó. Dạ. Ờ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, theo kilo á. Thành ra phải đại ệt đi nha. Nhưng mà không phải là cỡ như ông đi không, ông thì đã lỡ giờ bàn cố gặp nhầm nay. Cùi hết còn mấy chục trăm mà mưa trận mưa
Réo mẹ đâu có hẹn chỗ nào được, mẹ không có điện thoại sợ tụi bay thôi, chứ không có xe vô rồi. Ờ có hả? Ừ, phải làm việc nè. Thank you.
司娘應該就喺個附近啊，仲冇行過來咩？就喺度十米嘅
cô tí. Dạ ở Siberia. Dạ. Hai chiếc chân. Để anh mời tụi tôi tới đây phải không? Đây là hẹn gặp cô Năm. Về đi ha. Tôi cũng muốn mời bạn bè. Vô. Bà con đó. Dạ, sao có được dạ. Sao vậy? Không. Dạ. Đây là tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ. Bây giờ một cái chú ở Việt Nam đó. Bên đây hả? À, giường bông bên đó. Là vô trong cái nhà đó đó. À, vô trong nhà đó. Okay, okay. Không rất nhiều lắm, nhiều lâu lắm. Với nấu giùm mông thơm. Ủa hình như tôi nhớ. Ê khoan nè, nói nghe nè. Gom vô chụp. Anh Sáu. Anh làm ơn cho em chụp chiếc nhỏ này tấm hình em nhớ chưa? Sáu vô, điểm kỷ niệm. Rồi, phải không? Điểm nó như vậy. Rồi, hai nè nè, hai bà Châu vô nè, hai bà Sáu vô nè. Rồi cái gói quay vô. Đi phái đoàn đi thăm viếng Washington DC trước tòa nhà của Quốc hội. Cảnh này. Châu ở Germany, chị Hoàng ở USA. Vô đi tao chụp luôn, tại vì tao có chụp chung rồi.
Thầy Sáu rồi quay phim nghề quay giùm sao. Ở đây nó mới vào chụp cái cầu cầu này. Okay, rồi. Chụp nha. Thấy phái đoàn đi thăm viếng về Washington DC. Nhiều người, người thì không hiểu chụp chung hết. Cái bấm cái đỏ cái nữa là nó ngưng. Ok. Được không? Đây là vườn hoa ở tòa Bạch Ốc. Chị cười lên. Cười nha. Đó. Em có mấy tấm của anh chị đẹp lắm á. Bữa nào gửi. Đây là vườn hoa của okay. Đó. International của Mỹ, vườn hoa quốc gia. And
the plant housing. Oh, you can see that. The other plant that you guys know is the one right behind you guys, right there. Which has that reaction of closing up when you touch it. And the reason that it does that is just to deter predators. There's been experiments where they have two species of a very similar plant. One is sensitive, one is not. Basically, it's just a collection of different species. There's probably some grasses. Toàn là những doanh nhân không à? Đó, vừa đó, ok. 1, 2, 3, cười, thử 10 cái răng. Rồi. Quá đẹp luôn. Thấy cái nãy cháu quay gần đó mà, thôi gần thấy rồi.
Ở cái này quay gần thấy cái mấy bông tulip đỏ giờ nước đẹp ghê á. Này nè. Muốn qua anh kia rồi. Đâu gì đẹp hả? Rồi xong rồi đi nha. Chú nụ nè. Nè, đó bên nào nụ nè, kêu thím vô đứng cái chụp bông không? Em vô bấm cái nụ nè. Ừ. Em ơi. Nè. Lấy cái bên nào nụ nè. Chú thím hai rồi. Đây nè. Ừ. Tao đang lo cho bả để ăn thôi rồi mấy đứa nói không lo. Ôi. Xin gặp lại chú. Rồi con. Đây. Để nói tôi không lo cho là quá đẹp luôn hả? Lấy từng góc đây. Đúng nè, thấy chưa? Không, xích đây, lấy góc này rồi xiên xiên từ từ. Đó, bây giờ đào nè, đào cái tuần. Bà này là đào cái tuần, cái đó đào. Xích qua đây, cái này. Đúng màu, đúng màu phải không? Qua trắng thôi. Cái bên tay trái này thấy mới đẹp nè. Đâu? Hồng nụ nè, hết đây nè cái này nè. Ờ lên hình đẹp quá, lên cái máy quay đẹp quá. Đẹp không nào? Đẹp. Này lấy cho chú coi. Rồi, đây. Chú quay gần. Đây cận ảnh nha. Cận ảnh tại vì bông này nó hơi nhỏ. Nè. Đẹp không? Đẹp. À. Đỡ quá, cái nào này còn đã quá. Ừ. Cái này cả tuần lễ nữa. Đẹp quá. Cả tuần nữa sao? Ừ. Gì đó hả? Là chắc 2-3 ngày nữa, nóng chắc vài ba ngày nữa không biết không được. Hai anh em nhắm sửa máy tôi xong rồi. Đâu bả rồi, nó đi nữa. Kêu sáu chụp hai mình coi anh này đẹp quá nè. Trời ơi. Tôi phải đó, tôi phải trắng. Phải trắng hả? Ừ. Sao? Lấy đưa máy anh sao ơi. Dạ. Chú bảo anh chú ý. Rồi. Vậy là phải đứng gì mới thấy trắng được nè. Được, thấy rồi. Đứng đâu cây lớn lắm mà. Thấy trắng, trắng hồng đi, trắng hồng mới thấy được nhiều hả? Ờ, sao không? Đừng lấy chân là được à, ghé lấy chân. Không lấy chân. Thế mai rồi ra đi. Hai mình trước. Lấy con trắng này mới hay nè. Không có lấy chân nha. Rồi, chú hai thêm hai đứng đi, trắng hơn đi. Để chụp hai máy luôn á. Để cho anh Sáu chụp giùm cho. Mình đi anh chụp, không. Điều anh Sáu chụp giùm mà cái máy chú cháu chụp giùm ráng cháu. Để cháu coi cho đẹp hay không. Đây. Sao người ta tới người hiền ở lành gặp lành rồi. Cắn đẹp quá. Khúc trên thôi đâu ở cạnh. Đó. Cho nên là không thấy tay. À chụp chân này, chụp chân, chụp người. Rồi, chú hai chỗ đó cho thấy gốc. Đây cái góc này nguyên vàng qua luôn, không thấy cái gì hết, chỉ thấy hoa thôi. Đây là hoa không nè. Với lan can, giữa lan can cho nó sang. Giữa lan can, giữa lan can, giữa lan can. Cái gì có gì không, không đi xuống cái gì? Đốt thuốc mà. Ôi, em đang sống đẹp quá.
xác pháo tết á. Chỉnh chảnh thôi. Chảnh ha. Đó. À. Chưa nở nữa đó. Chứ chụp xa xa, chụp gần thấy chú già. Trời ơi, thì xa gần già rồi. Đứng giác tay rồi, chỉnh chảnh. Đọc tấm nhớ. Trời ơi, này bụi cây này không thấy hoa gì chứ. Chưa, thấy chưa. Đâu. Thì cây đó nó đỏ đỏ đó, nó có chi rì co đó là nó thâu á. Mà này hay một cái đó, chú để một cái là bắt đầu nó chỉnh cho nó nét nè, thấy không, mấy vòng tròn đó. Nó coi chỗ nào, nó coi có nét hay không. Nó thấy cái vuông vuông khi mà quay cái, thì nó sẽ bây giờ thấy ha, ha. Thấy cái vuông nè. Cô Năm thấy không? Đó, quay cô Năm ở đây rồi, cái nè. Năm thấy không? Nó cái vuông tức là nó focus lên cho cái cây nó nét nét. Vô cái chỗ đó. Vô cái trục lập. Em hai đứa cháu cái này 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 hai đứa cháu cái này. Trời nó bám lên trên mấy cái cây trắng hết trơn. Bây giờ nó sẽ khó khó lắm, khó đường chạy trên tiếp không. Em thấy rơi nè, đó nè. Sao trời nó đâu có còn đã nữa. Phải mang dài mới được nha. Rồi muốn bước đi lên tiếp thì bước, nhưng mà phải mang dài được. Mang đường bão. Để kéo gần gần lại cho thấy tiếp đường. Ở trên đó. Thấy tuyết nó rơi xuống trên mặt luôn nè. Đó, tóc luôn là đầy hết nè. Đó. Đó, cái chừng đó nha. Đó, chừng đã tuyết trọt á. Đó. Nó hơi bị chói em, không sao lây đó. Không, ra sao nó đúng chiều luôn. Ở đây nó hơi bị tối là trời hơi tối. Đúng rồi. Tối là sáng không? Không sáng, em thấy không sáng. Em bấm ô tô đã để tối tự động nó đủ ánh sáng rồi, nó không đủ ánh sáng nữa. Đó. Đó. Tiết rơi ghê chưa? Đó, cầm lá đó. Nhớ đó. Rồi ok. Đó, thấy rồi á, anh quay về thấy á, quá tao thấy luôn. Ồ. Mai nó sao ta tuyết đang rơi. Lần đầu tiên trong đời được thấy tuyết rơi đó. Đâu có mà muốn thấy nữa, sang năm mùa đông đi thấy nữa đâu.
Bên đâu sô ta tuyết đang rơi đó nha. Đó, bà nói là tuyết rơi trùm mấy cái xe. Ừ. Tháng năm nay... Hai người Mỹ trắng mà là... Sao cái đất á, ở thời sáng hơn này, hơi tối. Quá rồi. Sao không đứng cửa nhà mình đang lúc tuyết mà đã. Thì mở cửa trước đi. Cửa trước nè. Không, mình mở cửa trước mà được. Dạ, ông muốn lấy cái xe tôi luôn mà. Wow, bạc. Rồi, đã thiệt á. Ra, lấy luôn xe, lấy luôn chào hoàng, đang quay phim con đúng chào hoàng á. Rồi, bạc. Vô lẹ để lạnh. Quay gần mới thấy tuyết rơi, đó. Ừ. Đấy, nó rơi nè, nè ha. Ồ, đó. Quay. Đó, quay phim thì thấy rõ lắm. Đấy, tuyết nè. Chụp hình thấy rõ hơn. Đẹp không? Quay cái máy ra, xuống tuyết con hoàng. Nghe phan nữa đi, chưa. Rồi đó. Rồi, hốt đi, nãy cháu bấm cái kia giờ đó, hốt đi, cháu quay cho. Ai đi quay phim đẹp còn người ta đứng nấu cơm sao quay cho ta. Xúc động chứ quay. Trời ơi, quá chừng luôn. Ăn cầm đi cho an tâm nó chụp. Thiếm kìa, thiếm cầm tuyết kìa. Hốt cái khác. Hốt một tay. Trời ơi. Ồ, hai đứa chọi tuyết nhau chơi, giống em bé chơi tuyết qua đường quá. Đó, giờ quay gần nhà thấy tuyết bay lên mặt luôn. Mặt thím chú luôn. Đó, dính vô quần áo luôn. Rồi, vậy đó mới quay gần mới thấy rõ. Mắng quỷ lắm rồi đó. Hả? Quá trời hình tuyết nè. Nhưng mà trong có cái này có cái này. Đó, dính áo luôn. Dính áo dính quần đây. Đó, giờ thấy nè. Này quay nè, nó bay nhiều nè. Bông gòn lớn á, đó, quay đó nãy nó nhỏ quá cái không thấy giờ lớn đó. Giờ này mới đẹp nè. Lớn bông gòn á. Tiếc bông gòn à. Đó. Dính đầy áo. Đó chú hai dính đầy áo rồi kìa. Này phải ăn tiền nè. Đó, áo dạ nó nhỏ, áo dạ nó bám á. Áo dạ đó, ở chừng cẩn thận coi. Áo kia trơn nó không bám nhờ áo dạ đó. Bà xả tiếc rồi đó. Bữa trước cô đang chụp hình nhưng mà chưa có quay. Trời ơi, giữa bầu trời trời ơi, quá trời chứ luôn. Wow, lạ thiệt. Đó, vậy mới lãng mạn đó. Tuyết rơi đó, đâu mà lại quá. Sao? Nước nó lại. Đó, quay lên phim đẹp lắm, sang lại đẹp lắm. Trời đó, người nào cũng được, chơi tiếp. Chơi tiếp rồi. Phim thì là được, chứ còn hình thì nhiều cái đám đỏ. Phim là thấy nguyên cái mặt má tiếc không có đã. Đâu có cái áo nãy áo dạ mình đưa cho hai mặt á, nó nhờ cái lông này nó bám, còn áo trơn nó không bám. Vậy là quay gần nè, mới bám tuyết á. Chơi cục tuyết trội bá nè. Trời dính luôn, anh đang chơi tuyết mà phải trội như lịa luôn. Chú thấy vậy mới đẹp, thấy đẹp. Vì hôm đó chú nhìn ngoài thì phim nó sẽ lên như vậy, còn hình thì nhiều khi nó không rõ. Nè quay gần mới thấy tuyết bay này, chú coi trong cái này nè đó. Gần rồi đấy. Đó. Có á, đó mà gần nghe thấy nè, thấy bay không? Đó, xa nó nhỏ quá rồi, xa thì không thấy nè, xa đâu thấy nhiều. Thấy không, xa đâu thấy nhiều đâu. Ở dưới là trắng xóa là tuyết không đó. Đó, tuyết nó đậm. Thì cháu nói mùa đông mà tới tư ban cháu là trên máy bay xuống thấy trắng xóa, chỉ con đường đi màu đen. Tuyết ở Minnesota đó nha. Quá trường chưa? Rồi rồi. Thank you.
cây thông nó đẹp ghê chưa? Ở xung quanh này là tuyết không à? Dài muốn. Có thì ta trắng cả, có một trắng cả, trắng tuyết trắng. Toàn là tuyết, tuyết, tuyết. Đây quay qua bên kia cũng được á, đẹp lắm luôn. Thấy tiếc chưa, xe mà chạy được là do có một cái bộ phận là xe xúc tiết của chính phủ nó làm, mình phải trả tiền cho nó đó, đóng thuế đó, dân đóng thuế mới có nó vậy đó, đúng nghĩa đó. Tiếc sau lưng nhà cháu đâu nha. Thương không? Thương không? Ghê chưa? Nó thấy mấy cái đống mà nó cào cào cao lên đó là xe nó cào lên để mà xe hơi chạy đó. Nè nè nè, sao vô nhận tâm nè, có cái thông nè, đó phải nói vậy đó. Chậm chậm nha. Nè đó. Đó nè, những cái tuyết trắng này là sau lưng nhà an tâm đó. Đó. Rồi quay sẵn quay về sau lưng nhà luôn đó nha. Chỉnh đó. Quá đẹp. Nhà mà đó, có đất này nè đó. Cái step đó, lên đẹp đó, không? Đó là cái nhà tâm đó, có cái đất đó. Đó là tức là cái phía sau sàn đó. Đó. Chỉ mua cây thông chỉ trồng nó một cây 100 bạc đó. Xe tuyết đóng. Đây là để đi tới đâu là nguyên một cái thông. Cái thông đẹp quá trời. Không công nhận tuyết đẹp nhưng mà mệt. Không thích, không thích. Chỉ có ông chiên mới đi lên cái xứ mùa hè mà có tuyết thôi. Cái đầu thì tóc luôn bùm sùm. Để chúng tôi đi xuống tôi quay nè. Nó mới đẹp. Đi ra quay đây mới đẹp nè. Chà đẹp không? Đúng rồi nè. Nhà mình trước nhà mình quay nhà mình của nhà ta chi. Lên trước nhà mình phải không? Đây là chánh viện nhà an tâm nè. Đó, cái garage nó đang mở lên đó, xe nó chạy tới là garage mở đó. Đi vào tuyết luôn nè, đó. Bên cao đó. Cái này xe nhỏ là khủng lơ, khủng lướt nổi đó. Nè, trật trật luôn á. Đó, nó vô garage là đó, đang đi trên tuyết luôn á. Hôm nay là gặp cái cơn bão tuyết ở Minnesota đó. Cao này nó là với cái garage này là nhà của ông Tâm nè, rất lớn. Sáu con là cái rừng. À, tụi nó qua đó lấy đồ về đó, mới đi qua đà chợ. Tuyết mà đi chợ để mua đồ về nấu phở Việt Nam ăn. Đi chợ Mỹ, chợ Lào. Cái lớp nhà là tuyết trắng xóa luôn. Xe cộ thì cũng bị tuyết phủ. Xin lỗi luật sư trưởng, chị hai tôi chỉ có yếu tố chứ không có gì. Ông cũng biết chỉ là người chuyên tổ chức đám cưới cho người ta, cho nên bệnh nghề nghiệp mới nói vậy. Không sao, bệnh nghề nghiệp. Thật ra thì mấy hôm nay tôi cũng giảng nhiều đạo lý cho người dân. Quay nhà đó chú hai. Làm cha mẹ thường xuyên biết. Quay chú hai là ngồi học khách á. Phải rồi. Rồi bây giờ phải bật đèn hết trơn lên rồi tới thu rồi mọi người. Không có để ban ngày sáng à. Ok. Giờ quay sơ phòng này nè, có đèn đây nè. Nhà bếp này được rồi. Dạ. Rồi xong anh tắt máy xuống ngồi chơi.
2-5 nữa phải không? Còn cái 2-5 nữa phải không? Nhìn cho qua cái hấp dẫn này thì là tính ra. À chứ coi đại hội 2-5 á hả? Ông Tâm nó nói cái đó nó à, có hình lính á hả? Cỡ tiếng hoài vậy? Dạ, thôi tối hôm qua quay phòng ăn rồi. Này. Rồi. Chú ai đi đặt dẫn dắt ông muốn đi đâu đi. Ờ, à, nói. Chủ nhà mà rồi để mặc đồ này là vui. Đây là phòng ăn. Nhà bếp. Mai cô quê. Phòng khách nữa. À chưa. Đúng rồi. Đúng rồi. Lò nướng. Lò cung điện. Máy rửa chén. Lò nướng lớn, bếp. Ở nhà này xài bếp ga. Có nhà người ta xài bếp điện. Không, cũng vậy, thích. Nhưng mà con Châu ấy, con quên, con Tâm nó khoái bếp ga lý do là nhanh. Còn điện nó nóng từ từ á. Với lại sau này bếp điện nó làm cái lò thẳng á. Dễ không để ý dễ không để ý vịn cái tay nóng chết đó. Cái này là phòng sinh hoạt gia đình. Sofa. Family room rồi, family room, sinh hoạt gia đình. Đây cái là sưởi. Ờ người ta vô đây người ta tưởng dòm thấy tưởng nhà của Kevin với Chi hai hình hai chồng nó quá trễ không? Bành cái nái đây luôn. Thì mấy người khác đau. Cái này cái đất nhìn ra ngoài sao. Mùa đông lạnh quá. Này hôm qua chú Hai bóc tuyết có quay đây nè. Bên kia là trường học. Chú muốn đi đâu chú chỉ cho nào đâu đi đó chú. Cho chú đi theo. Đấy, coi nó có cái tên để quay gần coi thấy cái tên nhớ thôi. Đây. Đây, nó có tên nè. Bữa đó làm cái gì đi cho nó có nhiều đứa bác sĩ dẫn nước cỡ cho mẹ. Trung tâm giáo dục công giáo ở quận Sa Cô Bi. Nè chú Hai. Ở đây có cái chai rượu hồi xưa khoảng 1.500 đô, bây giờ khoảng 2.300 đô Louis 13 nè, nó gọi Louis 13 nè. Còn mấy chai kia, mấy chai còn lại khoảng chừng 100-200 đô, không có một chai Louis 13. Nè ra chỉ cho chú Hai mấy chai rượu nè. Chú chụp hình. Chú nhà ông Thành sao động vào nhà cháu được. Mấy chai nào xưa khoảng 100 mốt, 120 giờ 170, 180 đô rồi. Người ta đem về là nhà khoe thì bổ rồi. Cái này tôi rửa hết rồi. Nè chai này là bây giờ 2.000 mấy đô nè chú Hai. Cái gì hiệu gì vậy? Louis 13. Louis 13. À nè. Hồi xưa là cháu mua 1.500, giờ giá thị trường giờ là 2.000 mấy chưa tính thuế. Ở chai trong quá, chai trong quá. Không, chai trong này ruột này nè, cái vỏ nó nè. Nè, có chữ Louis 13 nè. Nè, cái vỏ nè. Là cái vỏ hộp ngoài cái thằng ở trong á. Ồ, cái thằng
cái trai đẹp quá trời hả? Ờ, đó có nắm nó bằng pha lê mà. Bây giờ cái đó. Vỏ của nó giờ ta mua là 200 đô. Bây giờ vỏ không nó cho đưa lên đằng nét bán 200 đô đó. 200 đô. Bây giờ thấy lên giá rồi đó, ngàn mấy. Ôi, tôi lộn con này quá trời. Ừ. Dạ, trai này giờ giờ mấy nè, đủ có certificate hết nè, đó. Có cái bằng hết rồi mà. Có giấy xác nhận thế nào đó. Trăm đô không à? Bây giờ không ai kiểm tra được. Và cái stream cái chai này nè. Bây giờ nó ngưng ra rồi, giờ giống như collect cái chai này. Bao nhiêu cũng có. Mặt teo này nè. Đó, XO stream nè. Bây giờ nó sẽ ra nó ra nó cháu gọi mấy này là đích công này của mấy cô nè. Bây giờ chai này là ở đây là dân cỡ thường là uống khoái này rồi. Cái này thằng anh của Cọt Đông Lu. Cọt Đông Lu khoảng 80 trăm giờ lên 5,5 rồi. Mặt teo Cọt Đông Lu nè. Đó, tụi cháu bữa đó vừa đem đi ba chai đó. Đem ba chai nhậu ở DC á. Đó, thằng xanh xanh đó. Cọt Đông Lu á. Thằng này cuộc với Echo. Này Echo không à, đó Echo không à. Có thằng này nè, để chỉ coi. Cái này gần như là cái collection này. Dạ. Thằng này nè, từ từ nha. Thằng này nè. Có cái tháp đó, đem tháp ở đây, chú gà đeo. Nè. Đó, tao quay cho. Đó, quay ngược cho lại chú, tôi thấy chữ 24 gara nè. Nè, của chú hai cho tắt rồi đó. Đó, đương nhiên là nó áo thôi. Chụp nữa không? Chụp gì? Chú hai chụp hình luôn phải không? Đó. Tôi 13. Được không? Được. Rồi đi mặc tên đó không? Cái chai là nhìn thấy thấy thường ha. Đó, rồi xong mới đặt cái nút đó. Đẩy lại cái thùng nó xong cái bỏ vô cái kia là sách thôi. Cái này chỉ vỏ sách của nó. Chưa chụp rồi. Không rồi, này này tao chụp mấy tiếng danh nè. À, chụp lấy cái này nè. Chai rượu với cái vỏ nè. Thấy cái chữ Louis 13 không? Louis 13 đó. Có. Rồi mới mặc tên đó. Không thấy. Nè, chữ này nè. Chữ này mới quan trọng nè. Bây giờ ta biết. Chữ 2,500 hả? À. Bây giờ đó luôn thuế má 1,500 hồi xưa khoảng. Có 1,900 là 5 mấy. Tương nữa. Đây nè. Hả? 5 mấy chai rượu á. Không phải. Nó tên nó là Louis 13. Thấy lấy cái tên nó là biết là mắc tiền rồi. Tức là đời. Là vua Louis thứ 13. Vua Louis thứ 13 của Pháp. Tôi chụp Louis 13 nè nha. Sẽ thấy. Thấy chưa. Không, để quay chủ nhà đó. À, quay cái hình bên kia. Dòm vô tưởng cái bình với chi chủ nhà không à. Quay hình thì chủ nhà không hết nè. Lấy gần đi. Lấy gần cô hết rồi rõ. Có cái bông bên mà. Thấy không? Nó hay chỗ đó. Chứ giờ chụp kia nó thấy cô xe nhỏ. Bây giờ thấy gần cho thấy đẹp. Đây phòng khách. Rồi, cây Giáng sinh là để từ Giáng sinh là làm biến cách à. Quay được rồi. Quay luôn con nào. Có quay dính tôi không? Có chứ. Coi như là bữa nay là mình cảm thấy mình đẹp hơn ngày hôm qua. Nhờ cái công á, Hoàng thì nhuộm tóc, mà Tâm thì chải tóc. Rồi mình muốn lưu giữ cái kỷ niệm ở Minnesota. Bằng thế này. Đó, phòng khách thông với phòng ăn của khách. Đây là cái tủ thờ. Tủ thờ đây cùi lắm. Chân chai rượu nhỏ nhỏ là chơi thôi. Đó, tủ thờ. Mẹ mày có quay qua năm chỗ cái này không? Chưa. Có. Chú không quay. Quay qua đó cái thằng. Tao ngồi đây nó quay dính tao chơi vậy chứ vui. Okay. Thôi thì tao nghĩ tài à, cái này của mình hay là cô ba vậy? Của ông chú, của ông chú. Cô ba mua trong chú à? À. Có cái dĩa. Mình cái dĩa khác. Này quay bà cô đương ngồi trong cái phòng ăn của khách mà khách tới thì ăn ở bên đây. Còn gia đình thì ăn cái chỗ nãy mình quay từ đầu á, gần cái bếp á. Rồi khi nào có khách tới mới ăn ở đây. Đây là coi như có cái tủ rượu là chưng nhiều loại rượu quý lâu đời đúng không? Nhưng mà mình khách Mỹ tới đây mời không cho anh gia đình được. Khách là bọn em. Như kiểu gia đình giống vậy. Phải ngồi bằng này. Mấy anh giám đốc cháu lại đi chơi ăn uống đây nè. Thôi đấy. Có computer rồi thầy kia. Để mà làm gì được đây? Máy in, ok. Tắm chung. Đây đó, mình đứng đây là tắm chung cho ba phòng ở ngoài. Ừ.
Nằm với Susan. Phòng ngủ Susan, đây là phòng của khách nè, bây giờ hiện tại của Năm trong thời gian ở đây ngủ đây. Đó, bật đèn ở phòng con thôi. Không có. Ừ, phòng bà cô sao? Bật rồi. Rồi không? Đó phòng Susan nè. Ồ quá trời thú nhồi ông luôn. Phòng Susan có cái laptop, dỡ laptop lên. Để connect cho TV coi phim. Đó, Susan có laptop đó. Nè. Hai bà cháu nè, nhìn thấy nhìn hết nhìn. Đó, chỗ này là chỗ nhiều kỷ niệm lắm đó nha. Trong này có laptop phim. Đây rồi. Giang và cô ở Minnesota và cô ngủ phòng này đây, cho khách đây. Phòng này là coi như ba lần tới Minnesota là đều là được ngủ phòng này à, coi như là phòng của VIP đó nha. Rất vui ở Minnesota. Chuẩn bị đi ra phố để mà qua thủ đô của tiểu bang Minnesota quay phim chụp hình. Máy sấy, máy giặt. Đường này là ra gara. Cái máy xúc tuyết bữa hổm quay cho chú hai coi xúc tuyết rồi. Vẫn còn tuyết. Chưa tan hết. Đây, đường xuống nhà hầm basement. Đây. Bật đèn xuống dưới luôn em. Em vô kia bật mấy nút cho đèn với kia sáng nè, sáng thôi không có bật. Đây là cái phòng máy lạnh. Máy lạnh, máy sưởi. Đây dưới đây có để cái máy giặt đồ nữa. Đây là cái lò nước nóng. Bình nước nóng. Đây cái máy lọc nước. Bỏ muối vô lọc nước cho nó hết cái chất sắt. Đây là máy lọc không khí, nó thổi, nó hút không khí trong nhà ra, nó thổi ra ngoài, nó gọi là air gen, nó đổi không khí. Okay. Đầu xuống nhà hầm Beeman. Dưới này. Dưới này còn trống, chưa có đồ, tại không có ai ở. Có, nó gọi là walk out, tức là có đường đi ra ngoài. Cửa này là cái rồi cửa đưa ra ngoài nè, walk out, cửa đưa ra ngoài. Ở trên lầu mình nhìn thấy mấy cái thông, dưới này cũng nhìn thấy có cửa đi ra luôn. À, đây là cái đường lên cái đất này. Đất là chỗ phòng ăn đi ra. Ở Mỹ nó gọi là bê mên mà có quốc ao. Dưới này có phòng ngủ rồi, chờ chú hai trong thời gian chú hai tới mai. Bỏ đèn. Ở đây là ở đây, ngủ ở dưới này. Đây. Cái này phòng dành cho khách VIP đó nha. Khách VIP với ở phòng này á. Chú uống vài cháo nè, tầm chí này, cô Năm nè. Chú xin vô luôn đó. Đó. Này là nhỏ nha, gái của Su đó, bây giờ tao hai giỏi lắm đó, săn sóc ông chú rồi bà cô quá chừng luôn đó. Giỏi luôn đó. Giỏi lắm. Mà có tiền thì không đưa ra đó. Tiền đưa đi quá. Ở đây trong phòng nó có đi ra cái phòng nhà tắm, cầu tiêu trong này luôn, khỏi phải ra ngoài.
Ra xuống, ra xuống. Được không? Đây cũng có cái tivi rồi, chờ có cái chỗ cái phòng để đựng quần áo cho chú Hai thứ Mai luôn. Mày sương sương mày trong đó mày hãy. Dạ, cắt đồ rồi. Nhưng mà ấy. Xuống đây đi con. Đây nè. Ừ, qua đây. Không cần thấy lắm con. Rồi cho hai người đi. Không, chế độ coi rồi, nó 60 độ trời nắng rồi, coi rồi. Trước khi đó cháu lên internet cháu sợp tơ chế độ ngon rồi. Tướng ông mặc mấy cái đồ này có mới được. Đang xuống nó đẹp trai. Mặc gì của đẹp trai phải không? Để quay gần thím Hai, chú Hai cái so sánh mấy hình trước khi đi Mỹ coi cái tròn sao so với kia. Coi qua Mỹ đẹp hơn hay không chứ. Giờ không biết sao thấy mặt bà thím bà tròn quá không ơi. Không biết hồi Việt Nam mà có tròn không vậy, thấy tròn quá quá cỡ luôn á. Ở đây vài tháng nữa là phải re rồi. Ba quay dáng ba nó thôi đẹp quá hợp, đẹp. Đang lấy là phong độ của hôm mới xuống cái bài. Đây trước mặt tiền của nó. Gara chứa được 3 xe. Đại trời quê hương rồi đó, hai bên đường đi á.
này giờ nay màu đẹp quá, đỏ có đèn đẹp đấy. Đây đó, đây là cờ của cờ nước Mỹ nè, cờ kia tiểu bang Minnesota nè. Ô đẹp lắm, màu đẹp lắm, nên đây ăn vô màu đẹp lắm, đẹp lắm. Chú coi đây nè, mà vô nó để đèn quay rõ lắm ha. À, đẹp không? À, chú đứng đây nè, cháu quay lại cho coi, lại cho coi nè. Tên này để quay con năm nè, thấy không? À, đó, đó. À. Thằng này được cái mình đó, vậy cái nó cái xanh xanh được rồi đó, nó điều chỉnh cái độ nét cho mình được đó, được. Đẹp ha. Quay vòng đó. Cờ tiểu bang Minnesota. À, còn cờ này là cờ Mỹ, ai cũng biết hết rồi. Cờ này của nước Mỹ. Còn mỗi tiểu bang nó có cờ biểu tượng riêng của nó. Has about 75,000 people. The division in here makes perfect sense. Most Democrats on the left and Republicans on the right, at least from our view here. They have four buttons on the right side of their desk, one for yay, one for nay. And when they do their voting in here, oh, one thing I forgot to mention, and I apologize, is because they're having a session in here, no pictures will be allowed. Cái này nó gọi là nội chiến nước Mỹ á, Civil War, từ chiến tranh dân sự miền Nam miền Bắc á. À, đó ở đây đó mấy ông tướng này cầm quân đi, nó giặt thì ở tiểu bang này nó gửi đi 1.000 quân giúp ông tổng thống Abraham Lincoln để chống lại miền Nam. Bright lights on the side here for the press conferences. His podium in the corner over there. He's usually right in front of this French marble fireplace with a treaty painting in the background. If you ever see him on TV, press conferences, bill signings in here,
You meet with visitors from other states or other countries in here as well. The style of kind of woodworking here, Venetian, so you've got some of those kind of classical or Renaissance symbols and things like that mixed in with our good old Minnesota symbols. If you look around the doorway here, you can see pine cones and pine needles for our state tree, the red or the Norway pine, corn, wheat, oak leaves, acorn. The wood is Minnesota white oak. Con thấy nhạc thờ cổ. Mày lấy cái ấy thôi. Không biết sao lại nhạc thờ cổ á.